Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Cũng khá là lâu rồi, hình như chắc cũng khoảng 3-4 tuần rồi thì Bin mới bắt đầu ra được một cái clip mới. Thì Bin rất là mong mọi người sẽ có thể like và share ủng hộ cho video giúp Bin nha. Video hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của nhóm Shadow, đó chính là ca khúc Hua. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đặt qua như thế này. Thường bật lơ tắt tay và tay. Rồi sau đó mình sẽ mở 1 và 2 và 3 và 4 và một lần mình sẽ đi 3 cái hông. Rồi sau đó 5 và 6 và. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 2 đi 1 hốc thường sắc bừng bừng tắt bừng 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 tắt bừng 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 tắt bừng. Rồi sau đó mình đặt tay qua chùm xuống, mình sẽ nhảy qua như thế này, tay mình là như vậy, rồi chân mình sẽ nhảy qua phải trái cùng với cái tay. Rồi sau đó mình ngã xuống bừng bừng, rồi mình dậm chân bên trái của mình 1 và 2 3 và 4. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 2 đi 1 2 3 4. Rồi mình sẽ làm cho tay phải nó ở trên và tay trái ở dưới và bật ra như thế này. Sau đó mình sẽ đặt tập tập cuộn một vòng qua đây. Mình sẽ quay phần chân của mình qua như vậy. Ok, rồi mình đếm lại nha. Chùm sắc bừng bừng 1 2 3 4 5 6 tắc tắc bừng bừng tắc. Rồi mình đặt qua, một là phần tay phải ở trên và phần tay trái ở dưới, 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Ok, và 8. Rồi sau đó mình sẽ đi qua như thế này, úp tay vào và mở ra tắc tắc, kéo qua như thế này. Cái tay của mình nó để giống như số 4 vậy đó mọi người. Ok, mình sẽ đếm lại con bên đây nha. Bừng tắt tắt quay và up chùm chùm tắt chùm 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 tắt chùm 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 tắt chùm chùm hết hết. Rồi sau đó mình mở qua và mình đổi tay qua bên đây. 1 2 3 4 bừng tắt tắt ôm vô. Ok, Bin sẽ đếm lại một lần từ đầu cho đến đây. Và sau đó chúng ta sẽ kiếm thử nhạc với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 hóc, trùng, sắc bừng, bừng sắc, bừng, bừng bừng sắc, bừng, bừng bừng sắc, bừng, bừng hóc, bừng qua 1, 2, 3, 4 5, 6 trùng, trùng, ấp, qua bừng, bừng sắc, bừng, bừng bừng chắc bừng 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 chắc bừng bừng hấp hấp. Rồi mới bật qua 1 2 3 4 up 1 2 cụ. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. Ok, chuẩn bị. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Hoa của nhóm G-Idol rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được bài nhảy ngày hôm nay. Và đừng quên share video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.